Em chào anh nha. Thì anh đã theo dõi theo sát của việc của thầy Thích Minh Tuệ. Thì ngày hôm qua có một số anh áo đen á, có một số anh áo đen á đi mà kiểu giờ mang danh là hộ pháp thầy á, nhưng mà cứ quát người này quát nạt người kia, rồi theo anh là có nên vậy không? Thầy Thích Minh Tuệ có bị buồn lòng vì cái điều đó hay không? Anh chia sẻ đi. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 thì Minh chia sẻ với tất cả mọi người, tất cả cô chú anh chị Phật tử. Thì để cái chuyến đi của bộ hành của sư Minh Tuệ á được thuận bờm xuôi gió thì những ngày vừa qua mọi người thấy rằng rất là đông Phật tử đi theo để mà đảnh lễ thầy, cũng như là hỏi thầy những cái vấn đề về Phật pháp. Thì bây giờ Minh cũng xin chia sẻ với mọi người một cái thông tin rất là nóng ngày hôm nay mà cần thiết phải lên tiếng để mà bảo vệ sư Minh Tuệ cho mọi người. Thì như mọi người biết, sư Minh Tuệ là tu khổ hạnh theo 13 hành đầu đà, đó là tứ đại giai không, đầu trần chương đất, ăn một ngày một cử, buông bỏ hết tất cả rồi, gạt bỏ hết tham sân si. Và cái việc đi của sư Minh Tuệ á, là mọi người cũng biết là không có theo một cái tổ chức gì cả, độc bước. Như những năm trước thì sư đi cũng có một mình, nhưng mà thời điểm này thì được nhiều người biết đến từ những cái phương tiện truyền thông, anh em YouTuber đăng tải lên thì có nhiều người biết. Đây là cái vấn đề tự nguyện thôi. Trong cái thời đại 4.0 thì công nghệ phát triển thì cái việc tất cả đều tự nguyện đi theo thầy, cái đó là hữu duyên, đúng không ạ? Không ai bắt buộc hết. Cái việc mà mọi người thấy rằng thầy không có nhận đệ tử, là không có đệ tử, không có Phật tử đó, thì có một cái anh thì ảnh đưa lên một cuốn sách có ghi dòng chữ là in ấn những sách của sư Minh Tuệ đó. Thì cái việc này phải xác nhận rõ ràng là những người in sách đó thì không biết là có ý tốt hay xấu, nhưng không có liên quan tới sư Minh Tuệ. Đó không phải là cái mà cái hạnh của sư Minh Tuệ. Cái hạnh của sư Minh Tuệ là cái hạnh tu khổ cực đó. Nhìn hình ảnh của sư Minh Tuệ, chúng ta nhìn liên tưởng giống như chúng ta liên tưởng về cái thời Đức Phật ngày xưa đó, cũng là coi như là tu khổ hạnh như vậy. Chúng ta không có sự so sánh giữa sư Minh Tuệ và Đức Phật, nhưng ở đây chúng ta thấy cái việc sư Minh Tuệ đi bộ vậy, nó lan tỏa được cái gì? Nó giúp cho những người nào còn đang ở cái bến mê, những cái vấn đề mê về tiền tài vật chất, rồi tham sân si, hơn thua đố kỵ, tranh giành danh lợi, chà đạp lẫn nhau. Khi mà sư đi tới đâu thì cũng có nhiều Phật tử đảnh lễ, thậm chí là ma vương còn phải quay đầu. Có người nào mà ngủ nghĩa địa, ngủ ngồi ở nghĩa địa suốt thời gian dài, năm này năm kia anh chị. Bây giờ thì có nhiều huynh đệ đi chung. Sư Minh Đệ có nói một cái câu rất là hay: những sư huynh ở đây không có cái khái niệm là việc thầy trò, chỉ là sinh sư huynh đệ đồng tu, bạn đồng tu đó. Thì đó là mình xem được là những cái phát ngôn của sư Minh Tuệ rất là hay. Cho nên cái việc mà in ấn sách đó là sự tự nguyện, và mọi người cũng hoan hỷ, không nên nhờ sư Minh Tuệ để mà phát những quyển sách này. Thì khi mà làm như vậy đó thì có nên hay không? Sư Minh Tuệ không có phát sách hay là không có trì chú gì cả. Sư Minh Tuệ chỉ là đi bộ hành như vậy thôi. Và những cái gì mà sư Minh Tuệ đã nói mọi người cũng nghe rất là rõ. Con chỉ là một cái công dân Việt Nam bình thường đang trên cái con đường tu học, hành theo cái chánh pháp của Đức Phật đó. Rồi thêm nữa là mọi người hỏi là cái pháp này pháp nọ, sư nói đơn giản, mọi người cảm thấy vui hạnh phúc là được, xuyên làm những việc lành, tránh làm những việc ác là được. Sư Minh Tuệ chỉ nói đơn giản vậy thôi. Rồi mình hiểu cái vấn đề là sư đang hành trì, đang hành theo cái hạnh, đang thực hành theo cái lời Phật dạy đó. Còn mọi người mà cần những cái cuốn sách để phát những cuốn sách đó đó, thì nên là đừng có tới sư Minh Tuệ để nhờ sư Minh Tuệ phát những cuốn sách, mà có thể đi tìm những nơi khác. Vì cái việc phát sách này nó phức tạp lắm mọi người, không biết như thế nào, đúng không ạ? Nhiều khi nó cắm cài vô, đúng không? Đúng rồi, sẽ ảnh hưởng tới sư. Còn việc thêm cái vấn đề như thế này, có những người mà lên rồi bắt đầu rồi vô cái đám đông đó những Phật tử
ta yêu quý thầy, có những người vô thì lên những cái vấn đề phạt tiền người này người kia, đi không đúng đường thì phạt 25.000. Cái đó là không nên nha mọi người, không nên làm điều đó, ảnh hưởng tới sư chứ ai. Cái việc mà tu tập một bậc chân tu á, mọi người biết cái người ta tu chân chính á, quỷ ma không có vô được đâu. Rất là khó, người mà hại, những người mà hại quỷ ma còn quay đầu đi như vậy để mà thức tỉnh. Những người nào mà còn đang mê đắm trong cái gọi là cái sự mà hưởng lạc và cái sự tham sân si. Hôm qua anh có hai cái tên áo đen á, nó tới nó chỉ trỏ và nó làm những cái điều không đúng về thầy á. Theo anh là hai tên đó nói chung là nó mang danh hộ pháp á, mà nó dữ tợn quá thì có ảnh hưởng đến thầy không mà. Không có cái khái niệm gì hộ pháp trong câu chuyện của sư Minh Tuệ cả. Đều là tùy duyên và hữu duyên cả. Những người đi theo thầy nếu như mà đảnh yêu quý và kính trọng một bậc chân tu á thì tuyệt đối không nên làm những cái chuyện đó. Làm những chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới sư. Thầy đâu cần đâu đúng không? Đúng rồi. Thầy không mời ai mà cũng không đuổi ai cả. Tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau, giàu hay nghèo, tất cả mọi tầng lớp của xã hội đều bình đẳng với nhau. Thầy đều rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Bởi vậy mọi người thấy là sư đi hành trì suốt 6 năm qua rồi. Sư không muốn cái sự nổi tiếng gì cả. Điện thoại mà sư còn không xài nữa. Theo anh bây giờ đưa điện thoại cho sư thầy Minh Tuệ, thầy sư thầy coi không? Không bao giờ coi. Thậm chí là mọi người, cái quan niệm của mọi người thì tới gặp sư, ví dụ như là đưa những cái bức tượng này kia trì chú, mọi người không nên đâu. Sư đang tu theo cái chánh pháp của Đức Phật, còn những cái vấn đề mà trì chú này kia thì sư không bao giờ làm những vấn đề đó, đúng không? Mình người tu chân chính, mình đúng như là người kế thừa, truyền thừa những cái vấn đề mà gọi là cái pháp của Đức Phật, hành trì theo những pháp đó. Tu phải thực hành nó mới là quan trọng, cái hành trì nó mới quan trọng, còn nó phải song, nó phải song hành hai cái. Ví dụ mình học được những cái giáo lý của Đức Phật đúng không ạ? Nhưng mà tu có nhiều cái đường tu lắm. Mình ở đây mình không có so sánh, có nhiều đường tu. Như ở đây tùy theo mỗi người có cái căn duyên họ tu theo cái đường đó. Không có bắt buộc. Đúng không? Không bắt buộc mọi người phải đi theo vậy. Mọi người có đường tu. Chứ mai mình lên mình nâng cao sư Minh Tuệ lên rồi bắt đầu mình vùi dập những người khác. Ai tu nấy đắc, đúng không? Ai làm thiện thì được phước. Ngày hôm qua có một cái tin đồn đó là đi qua Hà Tĩnh, là đi qua cái vùng nơi nhà của sư thầy Minh Tuệ ở, thì có tin đồn là cha mẹ đứng từ xa ngắm con, ngắm thầy Mức Thích Minh Tuệ và có khóc. Thì theo anh như vậy là người cha và mẹ của sư thầy Thích Minh Tuệ không lại gần là đúng hay sai theo anh? Điều đó mình chưa thấy. Nhưng mà chắc chắn điều mình biết được là cha mẹ của sư Minh Tuệ rất là hãnh diện về con của mình. Thì mọi người cũng biết rồi, tu thì phải giữ giới. Nhưng mà trên đời này, trong cuộc sống hiện tại bây giờ, giữa tiện nghi gì đó, mà những người tu chân chính được bao nhiêu và có giữ được cái giới hay không. Khi mình giữ giới mình mới nhiếp tâm được, mới định tâm được. Định tâm được thì mình mới là coi như giống như mình người thường mình nè. Khi mình làm bất cứ một cái việc gì mà cái suy nghĩ, cái đầu óc của mình nó bị phân tâm hoặc là mình bị nhiều áp lực, mình rất là khó làm. Giống như mà có những cái ví dụ như mình thiếu nợ, thiếu nần đi, rồi mình suy nghĩ đủ chuyện hết. Có những cái bắt đầu là mình rất là khó, không biết là tiền đâu để đóng tiền nhà, tiền điện, rồi nợ dí này kia. Những cái áp lực trong cuộc sống đó, rồi cái tâm của mình nó có định hay không. Rồi từ đó mình có những cái suy nghĩ tiêu cực, đúng không? Thầy đi như vậy chỉ đi bộ vậy thôi, nhưng mà tỏ cái ánh hào quang, truyền ra cái năng lượng tích cực cho mọi người, để có cái động lực mọi người cuộc sống mình cố gắng hơn. Cái gì nó cũng có cái sự kiên trì á, đúng không? Mình muốn có một cái thành quả nhất định thì mình phải cố gắng. Cái phước là ở đó đó, mình xuyên làm việc lành, lánh làm việc dữ, cái phước đó mỗi người á, chứ không phải là một cái gọi là một cái thần thông biến hóa gì cả. Ở đây là sư Minh Tuệ nói rất rõ, chỉ là mọi người hành theo cái lời dạy của Đức Phật là được. Không cần phải tôn ngài, trọng ngài lên làm cái gì cao siêu. Nhưng mà thật sự những cái lời nói của sư Minh Tuệ đáng, rất đáng trân quý, kính trọng ngài.
mọi người thấy là chim chóc và những cái con bướm, mọi người thấy không, nó cũng có cái vấn đề vi diệu luôn đó. Mình coi được những cái clip, mọi người thấy những cái con chim tới còn đảnh lễ ngài, nó có cái vấn đề vi diệu đó, và những cái con bướm nó bay xung quanh đó mọi người. Bữa mình xem được những clip đó mình thấy rất là hay. Ủa, con bướm bay quanh thầy thiệt luôn hả? Thiệt, nó bay xung quanh này nè. Và con chim, mọi người thấy những con chim mà nó bay đứng trước sư đệ nhìn xuống. Đây là cái hình ảnh mang cái tính chất tích cực, không phải như những lời mà những kẻ xấu lên để mà loan lên những cái tin thất thiệt. Thầy đã đi như vậy để khai sáng, tỏ ông ánh hào quang đến cho mọi người, để từ đó mình làm cái tấm gương để mà mình phát triển tu cái bản thân mình. Tu đâu cũng vậy á, Phật ở trong tâm của mình, Phật chính trong tâm của mọi người. Có Phật hay không có Phật bây giờ mọi người, không phải nhất thiết là Phật ở một cái nơi này, một cái nơi kia, cố định nơi kia. Phật tất cả mọi nơi trên thế giới, trong tâm của mọi người. Theo anh là thầy Kích Chanh Quang có đi bộ được như thầy không? Không, mình được nên đề cập tới những người đó. Nói chung ra thì cái việc tu tập của mỗi người, cái quan trọng nhất là gạt bỏ tham sân si. Khi mà mình dạy các Phật tử là cái điều này điều kia, là mình phải là cái người thực hành những cái điều đó. Bây giờ mình nói, ví dụ như mình nói một cái điều như là mọi người hãy sống tốt đi, sống tốt đi, mọi người hãy tiết kiệm đi, tiết kiệm đi, đừng có xài xa hoa lãng phí, trong khi đó mình xài xa hoa miễn phí, thì mình dạy ai? Mình chỉ nói như thế thì những người nào đó còn đang trong cái vấn đề vẫn còn tham sân si, họ quay trở về cái bến giác. Đạo Phật là trên cái bước đường tu và sửa. Những người thầy mà áo tu, họ cũng đang trên bước đường tu để mà sửa, tu tập để sửa đó. Muốn soi lỗi người ta phải soi lỗi mình trước. Đức Phật không có bắt lỗi một ai hết. Muốn soi lỗi người ta giống như mình người đời đi, muốn soi người khác phải soi lại mình. Thì khi mà mình sửa được những cái lỗi của mình thì cái đầu của mình nó rất là an nhiên tự tại, an lạc, lúc nào cũng hạnh phúc. Đó vậy thôi. Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh đã chia sẻ. Cảm ơn mọi người ha. Đây là anh Minh nha, cả nhà. Anh Minh cảm ơn anh Minh. Chào mọi người.